Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó. Và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa. There are three things that we can learn from this Zacchaeus story that will make us happy. Có ba điều mà chúng ta học được từ câu chuyện của ông Gia-kêu. Ba bài học này sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn. First, we must be very careful not to judge others because of their appearance. We are told that those who accompanied Jesus began to grumble when he chose to be a guest of Zacchaeus. They could not believe that he chose to stay with a sinner, when in fact there are so many holy men in town. Yes, in the eyes of the people, Zacchaeus was somebody to be condemned. But in the eyes of Jesus, he was somebody to be saved. Thứ nhất, chúng ta phải thận trọng, không xét đoán người khác theo dáng vẻ bên ngoài. Chúng ta biết rằng những người đi cùng Chúa Giêsu bắt đầu lẩm bẩm cằn nhằn khi thấy Chúa chủ động là một vị khách của ông Gia-kêu. Họ không thể tin nổi việc Chúa chủ động tiếp xúc với một người tội lỗi, khi mà thực tế ở trong thị trấn có rất nhiều người được tiếng là thánh thiện mà Ngài không chọn để tiếp xúc. Trong mắt họ, Gia-kêu là người bị kết án, còn trong mắt Chúa Giêsu, Gia-kêu là người cần được cứu độ. As you can see, God sees differently than we see. God understands different. God has different criteria of judgment. And not always those who appear sinners are already condemned by God because he is merciful. Chúng ta phải thận trọng khi mà xét đoán người khác. Chúa nhìn từ bên trong và chúng ta rất là thận trọng khi mà xét đoán anh chị em của chúng ta. So in this case of Zacchaeus, Jesus Christ knew his heart. It is because Zacchaeus undergoes a profound conversion, and his announcement that he would give half of his possessions to the poor and would pay back four times the amount if anyone had been defrauded prove it. In this sense, only God knows what is in the hearts and minds of the people we know. So we have to be very careful not to pass harsh judgments on them. Gia-kêu được cứu độ bởi vì ông trải qua một cuộc biến cải sâu sắc và vì ông đã tuyên bố
chia nửa phần gia tài cho người nghèo và đền bù gấp 4 lần, đã làm thiệt hại ai điều gì? Theo nghĩa này, chỉ có Chúa thấu suốt cõi lòng và tâm tư của con người. Vì thế chúng ta phải thận trọng để không đưa ra những kết án nặng nề, cay nghiệt trên người anh chị em của mình. So this was the first point, is the request or command not to judge too quick other people, simply because we don't know them well. We leave judgment to God. Qua điều này thì Chúa muốn dạy chúng ta là không đưa ra sự kết án anh chị em mình, mà chỉ có Chúa biết, thấu biết cõi lòng của chúng ta, vì Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Second point, like Zacchaeus, we must desire to see Jesus passing by. Zacchaeus left the crowd and climbed a sycamore tree in order to see Jesus. So he did something extraordinary. He made a sacrifice in order to see our Lord. For us, what is our own tree to climb in order to see Jesus? Thứ hai, giống như Zacchaeus, chúng ta phải khao khát được gặp Chúa Giêsu đi ngang qua. Zacchaeus rời bỏ đám đông và trèo lên cây sung để nhìn thấy Chúa Giêsu. Với chúng ta có cây gì để mà trèo lên để khao khát nhìn thấy Chúa Giêsu không? It is easy for us to see Jesus in the morning when we wake up, and at night maybe when we sleep, precisely because at these times we are not busy or not too busy with our schedules, works and concerns. But we must find a tree to climb from time to time so as not to lose sight of God's presence also in ordinary moments of our ordinary daily life. A simple moment of prayer, climbing a tree, helps us rise beyond and above our busy schedules and moments. Chúng ta thật dễ dàng nhìn thấy Chúa Giêsu vào mỗi sớm mai khi thức dậy và trong đêm khi chúng ta có giấc ngủ ngon. Bởi vì vào những thời gian này, chúng ta không bận bịu với những chương trình, với những công việc và những bận tâm. Nhưng chúng ta phải tìm một cây để trèo lên nhiều lần để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống thường ngày. Trèo lên cây có khi là một lời cầu nguyện vắn tắt, giúp ta thoát khỏi, thoát ra bên ngoài và vươn lên cao hơn những lịch trình, những khoảnh khắc bề bộn, bận rộn của chúng ta. So the second point is invitation to learn how to find even short moment during our days, during the even busy moments of work, how to find a single moment for a prayer. Because prayer is like climbing the tree. Climbing the tree means going up. Prayer raises us up also. And this is for us a moment when we can meet and see Jesus Christ. Ở điểm thứ hai này, thì Chúa muốn dạy chúng ta là phải tìm những khoảnh khắc có thể vắn vỏi trong cuộc sống để như là trèo lên cây để cầu nguyện, vắn tắt với Chúa, nâng tâm hồn lên với Chúa. The third point and the last one, we have to seek forgiveness with genuine humility and sincere sorrow. All of us know that Zacchaeus had committed serious mistakes in his life. He had enriched himself materially by using his position of power to defraud the people. So he was stealing the money from the people. I am sure his greed gave him a troubled conscience. Thứ ba, hãy tìm kiếm sự tha thứ của Chúa với lòng khiêm tốn thẳm sâu và nỗi đau buồn chân thành. Tất cả chúng ta đều biết rằng Zacchaeus đã phạm một tội thật nặng nề. Ông ta đã lạm dụng vị thế quyền lực của mình để vơ vét, để ăn cắp của dân chúng, để làm giàu cho bản thân. Tôi chắc chắn rằng lòng tham đã làm cho lương tâm của ông ta ra chai sạn. In his society, many years ago, he was considered a sinner, not good man, but
He saw Jesus with genuine humility and sincere sorrow by climbing a sycamore tree. Only children and slaves did this, despite the fact that he was a prominent official in the city, and Jesus forgives him. Tuy nhiên, Zacchaeus đã nhìn lên Chúa Giêsu với lòng khiêm tốn thẳm sâu và nỗi đau buồn chân thành khi ông trèo lên một cây sung, điều mà chỉ có trẻ con và người nô lệ mới làm như vậy. Zacchaeus vẫn trèo lên, chẳng kể mình là một quan chức nổi bật trong thành phố, và Chúa Giêsu đã tha thứ cho ông. For us sinners, we are forgiven by God because we admit our sins and wrongdoings, we amend ourselves or avoid repeating the same offense, and we repair or restitute the damage caused by our sins, like what Zacchaeus did. He said, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor." Amen. Còn với chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta được Chúa tha thứ là bởi vì thứ nhất là chúng ta thú nhận tội lỗi và những lỗi lầm của mình. Thứ hai là vì chúng ta dốc lòng sửa đổi bản thân hoặc tránh lặp lại các tội lỗi tương tự. Thứ ba, vì chúng ta sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại tổn thương do tội lỗi chúng ta gây nên, giống như ông Zacchaeus đã làm. Ông đã nói: "Lạy Chúa, này con, xin chia nửa phần gia tài cho người nghèo khó." Amen. Thank you, Father.